Các em học sinh thân mến, thì bắt đầu từ video hôm nay thầy giáo sẽ hướng dẫn các em giải các bài tập trong sách và ô ly bài tập toán lớp 5. Và video này là video đầu tiên của quyển 2. Rồi các em nào quan tâm đến những video những video như thế này thì các em nhấn nút like và comment ở bên dưới để cho thầy giáo biết, thầy giáo sẽ có thêm động lực sản xuất các video tiếp theo. Thì bài đầu tiên của quyển 2 là bài 91, diện tích hình thang. Bài tập số 1, tính diện tích hình thang với kích thước như hình vẽ dưới đây. Câu E, chúng ta có một hình thang. Hình thang này có đáy bé là 7 cm. Chiều cao là 8 cm. Đáy lớn là 15 cm. Bây giờ các em tính diện tích của hình thang này. Thì muốn tính diện tích của hình thang, các em cần phải nắm được kiến thức cơ bản. Và cụ thể các em cần phải học thuộc công thức sau. Diện tích của hình thang bằng tổng độ dài của hai đáy nhân với chiều cao sau đó chia cho 2. Ở đây SC chính là diện tích của hình thang. AB là độ dài hai đáy và H là chiều cao. Muốn tính diện tích của hình thang, các em lấy tổng độ dài của hai đáy nhân với chiều cao sau đó chia cho 2. Rồi như vậy là các em sẽ giải câu A là như sau. Diện tích hình thang là tổng độ dài hai đáy. Các em lấy 7 cộng với 15. Được bao nhiêu các em nhân với chiều cao là 8. Sau đó chia cho 2. Để thuận tiện thì các em lấy 8 chia cho 2 trước. 8 chia cho 2 và bằng 4. 7 cộng với 15 bằng 22. 22 mà nhân với 4 thì bằng 88. Đơn vị đo là cm vuông. Ở đây các em lưu ý độ dài của hai đáy và chiều cao có đơn vị đo là cm. Như vậy đơn vị đo của diện tích phải là cm vuông. Và các em nhớ trước khi tính diện tích thì đây lớn, đây bé và chiều cao các em nhớ là phải cùng đơn vị đo. Tiếp theo là các em sang câu B. Chúng ta có một hình thang vuông. Các em nhớ hình thang có một cạnh bên trùng với chiều cao thì hình thang đó là hình thang vuông. Cụ thể hình thang vuông này có đáy bé là 1,8 cm. Đáy lớn là 2,2 cm. Và chiều cao bằng 1,6 cm. Như vậy diện tích của hình thang là tổng độ dài hai đáy 1,8 cộng với 2,2 Nhân với chiều cao là nhân với 1,6 Sau đó chia cho 2 Và các em nhớ là bao giờ Tay lớn tay bé chiều cao phải cùng đơn vị đo Nếu chưa cùng thì các em đổi Để thuận tiện Thì các em lấy 1,6 này Chia cho 2 bao nhiêu? 1,6 chia cho 2 bằng 0,8. 1,8 cộng với 2,2 thì bằng 4. 4 mà nhân với 0,8 thì bằng 3,2. Và đơn vị đo đây là cm2. Như vậy ở đây các em đáp số Câu A là 88 cm2. Và câu B là 3,2 cm2. Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Một hình thang có diện tích là 54 mét 2 Đáy lớn là 10 cm Đáy bé là 8 dm. Tính chiều cao của hình thang đó. Rồi ở đây chúng ta có này. Đầu tiên các em tóm tắt. Diện tích của hình thang là 54 mét 2 tức là SC bằng 54 dm vuông. Đây lớn là 10 dm. Rồi các em cho B bằng 10 dm. Đây bé là 8 dm. A bằng 8 dm. Các em tính chiều cao, tức là các em tính H sẽ bằng bao nhiêu? Chúng ta có hình thang có các kích thước là đây bé là A chiều cao là h và đáy lớn là b biết diện tích đáy lớn đáy bé tính chiều cao bắt đầu từ công thức tính diện tích diện tích bằng tổng độ dài hai đáy nhân chiều cao chia cho hai chúng ta rút ra công thức tính chiều cao muốn tính chiều cao của hình thang các em lấy diện tích nhân với 2. Sau đó chia cho tổng độ dài của hai đáy. Chia cho mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc. Rồi còn muốn tính độ dài của một cạnh đáy. Có thể là đáy lớn hoặc đáy bé. Ví dụ là các em tính đáy bé. Lấy diện tích nhân 2. Chia cho chiều cao. Sau đó trừ đi đáy lớn. Tương tự muốn tính độ dài đáy lớn, các em lấy diện tích nhân 2, chia cho chiều cao và trừ đi, trừ đi đáy bé. Ở đây, trong bài này, trong video hôm nay, thầy giáo chỉ yêu cầu các em học thuộc 4 công thức này. Khi học thuộc 4 công thức này, thì các em có thể làm bất kỳ một bài toán nào liên quan đến diện tích của hình thang yêu cầu tính diện tích, yêu cầu tính chiều cao, yêu cầu tính đáy lớn hoặc đáy bé, các em đều làm được. Rồi. Bây giờ các em bấm tạm dừng video. Các em chép cho thầy giáo bốn công thức này, ghi vào sổ ghi nhớ. Hoặc là các em ghi vào một tờ giấy các em dán trước bàn học để mỗi ngày các em nhìn thấy nó thì các em sẽ học thuộc. Đây là kiến thức rất cần thiết cho các em. Những kiến thức cơ bản này mà các em không học thuộc, không nắm được thì đối với mỗi bài toán thì các em lại bình luận ở bên dưới là thưa thầy em chưa hiểu bài này hay em chưa hiểu bài kia. Rất đơn giản thôi bởi vì là các em không chịu khó học. Những kiến thức cơ bản này các em không chịu nắm thì làm sao các em giải được những bài toán nâng cao hơn. Và đây các em chú ý này, trong các công thức này thì S là diện tích, H là chiều cao, AB là độ dài hai cạnh đáy của hình thang. Trong bài này, chúng ta đang tìm H, tức là các em tính theo công thức là H bằng diện tích nhân v 2, sau đó chia cho tổng độ dài của hai đáy. Rồi như vậy là đến đây thì bài toán đã được giải quyết rất là dễ. Rồi như vậy là chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Chiều cao của hình thang là Các em lấy diện tích là 54 này nhân với 2 này. Sau đó chia cho tổng độ dài của hai đáy này. Tay lớn là 10 và đáy bé là 8 này, đúng không? Rồi các em thực hiện phép tính ở bên trong giống ngoặc trước. 10 cộng 8 bằng bao nhiêu? Bằng 18, đúng không? 54 nhân với 2 chia cho 18. 54 các em lấy 54 chia cho 18 trước cũng được. 54 chia cho 18 thì bằng bằng 3. Sau đó lấy 2 nhân với 3 thì bằng mấy? 2 nhân 3 bằng 6. Rồi đơn vị đo là decimet. Tập số ở đây là 6 dm. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Cho hình thang ABCD. Có đáy bé AB bằng 4,5 cm. Chiều cao AH bằng 3 cm. Biết diện tích hình tam giác ADC là 9,75 cm vuông. Rồi chúng ta có hình thang ABCD này. Đáy bé chính là là cạnh ngắn. Đáy bé chính là cạnh ngắn bằng 4,5 cm. Chiều cao AH bằng 3 cm. Đáy lớn chính là cạnh dài. Câu A e tính độ dài đáy CD. Rồi. Độ dài đáy CD. Biết diện tích hình tam giác ADC ADC bằng 9,75 cm vuông. Câu A là tính độ dài đáy CD. CD vừa là độ dài đáy của hình tam giác ADC và đồng thời cũng là cạnh đáy lớn của hình thang ABCD Câu B là người ta yêu cầu em tính diện tích hình thang ABCD. Đầu tiên thì các em làm câu A trước. Câu A là các em tính độ dài đáy này CD. Khi tính được độ dài đáy CD rồi thì chúng ta tính diện tích của hình thang ABCD rất là dễ dàng. Bởi vì hình thang này có đáy bé bằng 4,5 cm và chiều cao AH bằng 3 cm rồi. Nó thiếu mỗi độ dài đáy lớn thôi. Nó thiếu mỗi CD thôi. Và bây giờ câu A các em tính được CD rồi thì câu B các em làm rất là dễ. Rồi ở đây chúng ta sẽ phân tích và làm câu A như sau. Chúng ta có một hình tam giác và một chiều cao. Cạnh đáy là A, chiều cao tương ứng là H. Cạnh đáy là A này, chiều cao tương ứng là h này. Thì diện tích của hình tam giác này được tính theo công thức là S bằng A nhân H chia 2 Đúng không? A nhân H gạch ngang ở dưới là 2 cũng được Hoặc là các em viết là A nhân H chia 2 như thế này cũng được Từ công thức này Muốn tính độ dài đáy Tức là tính A Thì các em lấy S nhân 2, lấy diện tích nhân với 2, sau đó chia cho chia cho h. Muốn tính độ dài đáy của một hình tam giác, các em lấy diện tích nhân 2, sau đó chia cho chiều cao cùng đơn vị đo. Rồi, tương tự muốn tính chiều cao của một hình tam giác, các em lấy diện tích nhân với 2, sau đó chia cho độ dài đáy cùng đơn vị đo. Rồi ở đây các em lại bấm tạm dừng video một lần nữa. Các em chép 3 công thức này vào cho thầy giáo Công thức tính Diện tích của hình tam giác này Cạnh đáy của hình tam giác này Và chiều cao của hình tam giác Các em vẽ hình này Vẽ hình này vào và chép 3 công thức này vào cho thầy giáo Ở đây các em mà không chép, các em không học thuộc Thì sau này Các em không nên kêu ca với thầy giáo là Thưa thầy là Em không hiểu bài này Hay là em không hiểu bài kia bởi vì đây là những kiến thức cơ bản mà các em không nắm được, các em không chịu học thì các em không thể giải được những bài toán nâng cao hơn đâu. Rồi, câu e là tính độ dài đáy CD này. Tức là các em tính theo công thức là A bằng diện tích nhân với 2 chia cho chiều cao. Được chưa? Diện tích biết chưa? Diện tích biết rồi, đúng không? 9,75 này. Chiều cao biết chưa? Chiều cao biết rồi, chiều cao bằng 3 này. Rồi như vậy là tính độ rời đáy rất là dễ dàng. Câu E, độ dài đáy CD là các em lấy diện tích nhân với 2, 9,75 x 2, sau đó chia cho chiều cao thì chúng ta được kết quả bằng bao nhiêu? Ở đây các em lấy 9,75 các em chia cho 3 trước. Được bao nhiêu các em mới nhân với 2? Thì 9,75 chia 3 nhân 2 hay là nhân 2 chia 3 thì nó bằng 6,5 cm. Rồi tính được độ dài đáy rồi. Độ dài đáy CD này cũng chính là là đáy lớn của hình thang ABCD. Như vậy câu B. Diện tích của hình thang ABCD là các em lấy tổng độ dài hai đáy. Đáy bé là 4,5. Đáy lớn các em tính các em vừa tính được là bằng 6,5. Sau đó nhân với chiều cao là 3 rồi cuối cùng các em chia cho 2. Rất đơn giản. 4,5 cộng với 6,5 bằng bao nhiêu? Bằng 11 đúng không? 11 mà chia cho 2 thì nó bằng 5,5. 5,5 mà nhân với 3 thì bằng bao nhiêu? 16,5 cm vuông. Và ở đây chúng ta có đáp số là Câu A là 6,5 cm và câu B là 16,5 cm vuông. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Học toán online đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Học toán online. Rồi ở đây các em nên ủng hộ thầy giáo bằng cách nhấn nút like, nút chia sẻ. Đăng ký nếu các em chưa đăng ký. Để cho thầy giáo có thêm động lực sản xuất các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.